Tập 991, Luffy và Yamato. Băng hải tặc kẹo ngọt của Big Mom xứng đáng là băng hải tặc nghị lực nhất của năm vì lý do sau. Lần đầu tiên vượt thác đã bị King chặn đầu và đá xuống, Big Mom bị lũ cuốn đi. Lần thứ hai cứ tưởng thành công thì lại đụng trúng Marco, anh cả Pezzo giờ chỉ còn một mình lẻ loi. Vậy mà hắn ta vẫn còn tham vọng trả thù King, Marco và túm đầu Luffy nữa thì tôi cũng chịu. Về phía mẹ già Big Mom, bà ta đang phải hứng chịu luồng đạn pháo từ thiết giáp của bộ đôi Usopp và Chopper. Đúng là gừng càng già càng cay, Big Mom vẫn cực kỳ sung sức bước tới tán vô đầu chiếc xe tăng khiến nó lộn nhào. Usopp và Chopper vừa chui ra khỏi thì đã bị uy lực của Big Mom làm cho sững người. Xem chút nữa đã bị lấy mất linh hồn, Big Mom chợt nghe tiếng Thế Ớt đang gọi mình. Bởi vì nó đã tìm thấy nhóm Nami và đám mây phản bội Dễ Ớt. Big Mom cứ thế quay đầu đi, để lại hai tên mặt trắng bệch nằm thở phì phò. Usopp còn được dịp bốc phét một hồi. Dù biết rằng Big Mom sẽ gây khó dễ cho nhóm Nami, nhưng bọn họ tin vào năng lực của Sanji nên cúp đuôi bỏ chạy với hình dạng mới của chiếc xe tăng. Đó là trừ trường hợp Sanji đã không vì kiếm gái mà bỏ đồng đội của mình ở lại thôi. Năng lực trái ác quỷ của Big Mom là hoán đổi linh hồn, thậm chí là nhập vào các vật thể vô tri khác như một cái ô rẻ rách, đôi guốc hay một chiếc dép lào. Từ đó, trên đường đi, Big Mom tạo thêm thật nhiều thuộc hạ quái dị cho riêng mình. Không còn nhiều thời gian để chờ đợi, hoặc biết chắc mình không đủ trình để combat với một tứ hoàng như Big Mom, ba cô gái thi nhau bỏ trốn. Còn ở phía sau họ, bộ đàn bà điên loạn kia đang không ngừng chơi trò mèo vờn chuột. Robin và Chinbe đã đột nhập thành công vào bữa tiệc, họ cũng phát hiện sự góp mặt của các samurai ở đây. Tự dưng đâu ra có một thằng cha hám gái, thế là bị Robin phát cho một phiếu đi kiểm tra xương cốt. Đột nhiên từ phía trên sân khấu, lời tuyên bố của Queen vang lên. Bọn họ trông thấy Momonosuke đang bị treo trên đài hành hình, cả khuôn mặt vì bị đánh mà biến dạng. Orochi tà ác nói, hắn sẽ đưa cậu bé đi đoàn tụ với cha mình. Nhưng Orochi không biết rằng Kaido đang vô cùng không hài lòng với hành động thừa thãi đó. Trước mặt Zoro là một nhóm sử dụng súng máy, xui xẻo thay chẳng có một viên đạn nào chạm vào được anh chàng. Zoro chưa kịp triệt hạ bọn chúng thì đã có một nhóm ăn trái ác quỷ Gitter sống lên. Chúng đoán rằng Zoro đang nham nhe đến danh hiệu vua hải tặc của Kaido. Lầm rồi mấy đứa ơi, thuyền trưởng của anh mày mới là người muốn trở thành vua hải tặc nhé. Zoro mang khí khái của một samurai, thà rằng liều mạng còn hơn phải cúi đầu trước một tên điên như Kaido. Đối diện với hơn 500 kẻ địch, Zoro xoay người vào vòng vây, lực xung kích bùng ra chém hết bọn thuộc hạ. Nào nào, giờ thì mình đi xem tình hình của Luffy thôi. Đang đánh giữa trường tự dưng bị một người không quen biết túm đi, hên là không có ác ý chứ gặp lù là nãy giờ tần cho một trận rồi. Yamato quyết tâm phải nói một chuyện với Luffy. Kiêu Ti vẫn còn đang phê cần khi dính trưởng đôi minh bát quái từ Yamato ban nãy, bây quan sốt sáng kêu người cho gọi bác sĩ đến chữa cho chị mình. Ai dè giữa trường Kiêu Ti tỉnh dậy, đập hai tên bác sĩ bất tỉnh rồi nhào vô người bây quan. Tưởng mình sắp bị bóp cổ, bây quan dững sờ nghe Kiêu Ti mắng chửi Yamato. Xem ra cô nàng cũng không đến nỗi nào. Lúc này, có tên thuộc hạ vào thông báo vị trí của Yamato và Luffy. Bây quan liền chạy đi, không để ý tới chị mình vừa hộc máu. Mãi vẫn chưa nghe Yamato giải thích, Luffy quyết định dùng vũ lực. Đòn đánh của cậu va vào món vũ khí của Yamato bật ngược lại, Luffy dù đã bật Haki vẫn văng vào vách tường. Luffy dùng chiêu thức súng loạn đả, Yamato đáp trả một cách quyết liệt. Đến khi thấy Luffy dùng hỏa ương tấn công, tầm mắt của Yamato mới bừng sáng. Cậu đã khiến Yamato cảm thấy nhớ tới trận chiến với Ace trong quá khứ, thời điểm Ace đến Wano để đá đít Kaido.